Ngay sau đây là câu hỏi liên quan đến lĩnh vực nuôi trồng thủy sản đến từ khán giả Nguyễn Ánh Phượng, số điện thoại 0936 3 số cuối 902 ở Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung câu hỏi như sau. Tôi có bể cá cảnh đã nuôi được một năm nay, bể được thay nước thường xuyên. Tuy nhiên khoảng một tuần trở lại đây, thấy là cá có biểu hiện xuất hiện những đốm trắng ở trên thân và trên mang. Cá hay khép vây và cọ thân mình vào thành bể, giống như là bị ngứa. Xin hỏi chuyên gia nguyên nhân và cách khắc phục như thế nào? Và cùng với những mô tả này thì khán giả cũng đã gửi về cho chương trình một số những hình ảnh. Ngay sau đây chúng tôi xin được mời bộ phận kỹ thuật có thể trình chiếu để các chuyên gia của chúng tôi quan sát và sau đó là tư vấn bệnh trên đàn cá mà khán giả đang gặp phải. Còn chúng ta có thể thấy là con cá này thì có rất là nhiều những vết nấm trắng bám vào trên thân đúng không ạ? Khó nhìn. Ngay sau đây sẽ là câu hỏi, câu trả lời đến từ chuyên gia Nguyễn Thị Hà. Vâng ạ, tôi nhìn thấy cái bể cá cảnh của anh, thứ nhất là nuôi con cá chép vàng, chép cảnh. Thứ hai ấy là nuôi con cá thủy tiên. Ba ấy là một con cá mà tôi nhìn nó giống con cá rô phi thì đấy là con cá tai tượng. Ba cái loại cá này có thể là nuôi được chung với nhau, nhưng nếu đói là con cá tai tượng nó sẽ có những cái biểu chuyện mà đớp mồi và có thể là nó gây nên cái hiện tượng tổn thương cho cái con cá thủy tiên của chúng ta. Thứ nhất đấy là cái điều kiện nuôi, thường thì người ta nuôi cá trong bể cá cảnh ấy để nuôi một loài. Ví dụ tai tượng là tai tượng, cá thần tiên là thần tiên, cá vàng là cá chép vàng là cá chép vàng, hoặc là một số các cái loại cá coi chẳng hạn thì nó hoặc cá rồng là người ta nuôi riêng là tốt nhất. Đấy là một cái hình thức phòng bệnh đấy, để chúng ta phòng bệnh, chúng nó không có đánh nhau, chúng nó không có cạnh tranh thức ăn lẫn nhau thì nó sẽ ít bị bệnh hơn. Thế thì ở đây ấy, khi mà nuôi cá cảnh ở cái mùa như thế này ấy thì nó rất dễ bị bệnh do ký sinh trùng. Ở đây thì khán giả thường thử bắt cái con cá lên xem, xong chúng ta để vào ngang cái tầm mắt của chúng ta nhìn thấy những cái nốt trắng đấy mà chúng nó gờ lên một cái gờ nhỏ ấy, thì chúng ta lấy cái panh chúng ta gắp ra, thì nếu mà chúng ta bắt được cái con ký sinh trùng đấy, đấy là con giận cá. Vì là con giận cá nó phát triển nhiều trong bể cá cảnh thì chúng ta cố gắng là chúng ta sẽ bắt nó ra thì tiêu diệt được nó. Đấy, còn nếu mà chúng ta không bắt được ra nó như vậy ấy, thì thứ nhất là chúng ta phải cho những cái con cá cảnh đấy ra một cái chậu to hoặc là cái thùng xô to. Sau đấy chúng ta phải vệ sinh toàn bộ cái bể cá cảnh của chúng ta bằng rửa sạch đi. Sau đấy chúng ta ngâm thuốc tím hoặc là chúng ta ngâm bằng nước muối hoặc là ngâm bằng iodine. Sau nửa ngày thì chúng ta sẽ xả đi và chúng ta rửa sạch. Để sau đấy chúng ta lấy nước mới vào chúng ta và để chuẩn bị cho cái việc thả cá. Thì bởi vì sao? Bởi vì là toàn bộ các cái ấu trùng của con ký sinh trùng đã nằm trên các cái thành vách mặt kính. Thế chính vì vậy mà chúng ta phải tẩy hết đi. Còn nếu chúng ta chỉ tắm cho con cá xong chúng ta lại đưa vào thì cái con ấu trùng đấy nó lại phát triển và nó sẽ bám vào. Nên chúng ta phải triệt tận gốc. Thế còn những cái con cá mà chúng ta bắt ra chậu ra xô rồi ấy, hoặc là một cái bể khác ấy, thì chúng ta nên tắm cho nó bằng nước muối để mà loại bỏ những cái con ký sinh trùng đi. Sau đó ngâm nó vào cái dung dịch kháng sinh là rifamycin cộng với doxycycline, hoặc là các khán giả có thể ra cái hiệu cá cảnh để mua cái liều kháng sinh để tắm cho con cá cảnh, bởi vì là bây giờ ở các cái hiệu cá cảnh họ cũng bán cho các cái dung dịch để chúng ta có thể tắm được và họ phối trộn theo cái nồng độ đã chuẩn rồi. Thế thì khi ngâm như vậy ấy, thì nó sẽ tiêu diệt toàn bộ các cái mầm bệnh là vi khuẩn, nó sẽ không gây lở loét lên trên con cá nữa. Và sau khi điều trị xong kháng sinh ấy thì chúng ta sẽ cho nó ăn vitamin C, men tiêu hóa và thuốc bổ gan, chúng ta trộn vào cái thức ăn viên của con cá cảnh đó. Và chúng ta lưu ý là khi nuôi cá cảnh thì chúng ta đã có một cái hệ thống sục khí và hệ thống lọc, cho nên cái việc mà cái mảnh lọc đấy thì tháng chúng ta phải ngày vệ sinh ít nhất một lần, không phải hai lần, sáng tối, để loại bỏ tất cả các cái chất bẩn, thức ăn bẩn. Cái thứ hai là các cái tác nhân gây bệnh nó có thể tồn dư ở đấy, nó sinh trưởng và phát triển. Chính vì vậy mà đấy là những cái biện pháp phòng tốt nhất. Còn để đến khi mà chữa bệnh thì chúng ta cần phải hết sức là lưu ý tỉ mỉ và thật là cẩn thận thì chúng ta mới có thể là không làm cho cái con cá cảnh của chúng ta bị tổn thương quá nhiều hoặc là bị chết. Đấy, chính vì vậy mà chúng ta lưu ý. Và khi ngâm trong dung dịch kháng sinh rifamycin và doxycycline thì chúng ta cũng cần phải lưu ý là phải có sục khí để đảm bảo oxy hòa tan cho nó. Còn nếu mà chúng ta lại không có sục khí thì cá nó sẽ bị thiếu oxy.
Một là nó chết, hai là nó có thể nhảy ra bên ngoài mà chúng ta không để ý. Đấy là một cách làm hết sức cẩn thận, và chúc khán giả thành công. Vâng, xin cảm ơn những tư vấn vừa rồi đến từ chuyên gia thủy sản Nguyễn Thị Hà.